đại dùng. Đi bác sĩ ha. Dạ, đưa tay không coi mạch. Nhất là quánh không có được, thuốc mới được. Ma quỷ mà mẹ sanh tổ cô về hành đó thì chỉ thờ. Ai này đưa vô đang cái à? Không làm. Nhiêu tuổi rồi? Con có thờ chưa? Có thờ bà mẹ sanh chưa? Làm gì? Rồi đã nó hỏi là thờ bà mẹ sanh, chứ trong củ quyền mình thì đâu có ai nói. Ta Phật cho thi chúa. Phật thờ đi kiếm ông thầy chùa coi có bà gì thờ ta. Chúa thì không có thờ. Có mẹ thờ của ai? Mẹ sanh tên gì đó thờ. Này của ai nè? Tự lấy. Rồi này của ai? Đây. Dạ ông vỗ đầu giùm nè. Con mũi thì đi bác sĩ. Hả? À, cái gì? Nó ăn khó ngủ vậy đó. Chứ nó cũng ít ăn, nó khó ngủ vậy nè. Đi vô chạy thằng mất á. Nói nghe kìa. Dạ nghe. Mua thuốc chứ quang. Dạ. Rồi. Nó ăn hết bồ lúa à. Vô ông đeo liền. Dạ ông đeo nhìn coi. Đứa nào nữa đâu? Đây đây đây. Đây đây.
đứa nào nữa đâu con nè. Thôi để ông làm nhóm nhóm ra ông đem đến vô. Trời ơi chứ. Ba ăn cái này ba nữa. Dạ đây không? Cái này cái gì đây? Nó đau thì cái thời tiết cái khí hậu này đi bác sĩ dạ hết rồi. Dạ ông làm giùm nè. Đây hỏi chút đi. Trời ơi, Việt Nam cho nó nghe coi. Để ông làm này rồi đi. Này cái này cũng ai nè. Con. Nó không có bao nhiêu công chuyện. Mình nhớ cái gì thì nó hay vậy. Nó nhiều hai ba lá thì không. Một hai chục miếng. Lại ngồi đây. Sắp qua. Lối nhốt cái này coi. Nhưng có cái gì thì không. Nghe hai giờ vô. Tránh con này. Tránh con này. Rồi. Ngoài vậy nè. Này, quay rồi. Không hỏi cái này ba lá uống một lá gói nằm. Dạ thưa ông. Sao giúp cái này cho người tìm được. Mày lấy rồi để vô đây. Còn cái này mới cho mày uống bánh này. Dạ, tại vì con lỗ tháng này ông có to rồi nè. Cái đó cái gì? Cái này. Đâu mà coi, coi. Giống Hồ Thịnh không? Như đừng có cãi. Vô cái mình nhét đây vô rồi để qua đây. Trồng uống cái xá cỏ ha. Mỗi đêm lá, ba đêm ba lá. Còn lá này là về để lót con gói nằm đó nha. Biết không, gói nằm á. Rồi. Đêm lá. Đêm lá.
bỏ cái đen đen này lấy nước trong. Lấy cái nước trong uống nè. Lấy 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 cái bọc nè, bỏ bỏ vô để nó nè. Sao người lỡ đây hoài vậy? Ai họ chọn gì hết? Nó vậy thôi. Rồi 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 rồi. Đang để ông đang làm cái này cái hả? Giết hoài thì là hết tiền rồi. Đã nói qua để em giết cái này rồi không đọng làm cho. Ông đang ra chữ bùa này rồi. Rồi cô bác lát nữa đi qua bên đó đó thành miếng này đâu nè. Dạ. Dạ cái miếng này để bản là ông bị nãy. Đem qua. Dũng qua lấy cái để miếng bên các bạn bản như Dũng. Có ma quỷ không bánh bên đây nè. Dạ. Ma quỷ mấy cái thằng này. Lấy cái mặt bạn bản đó. Làm gì không biết gì hết chứ. Đến cái lũng lỗ hang nè. Dạ 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 dạ. Cái nó giúp. Mà treo dạ, rồi chạy mang đầu. Mấy tấm? 7 tấm làm ăn á. 3 tấm. Con làm ăn 10 tấm. Cái gì? Đó chưa? Dạ dạ thưa ông à. Dạ thưa ông cho con bảy vô ông à. Đó mình nhúng lên. Ừ. Đi ra đi, ông còn ăn được. Bên đây ai mà lại nó mấy miếng? Dạ dạ dạ. 7 miếng của ai đó? Dạ dạ, dạ, dạ thưa ông cho con bảy vô ông à. Con ấy trên tường. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Y như cũ. Sự đại thân á. Qua bên kia mới được. Còn thì không. Khách để có nằm không? Mấy tấm? Ủa xin 10 tấm làm ăn không ơi? Không, 3 cái đây nè, bọc ni lông tối nè. Bọc ni lông tối nè. Bọc ni lông nè, để con để vô, để có cái nằm nè con. Nhét xếp tấm. Dạ. Xin 10 miếng làm ăn. 3 miếng em. Mà đứng đây mà nghe bên đây. 3 miếng em. Ai mấy miếng rồi mà dương dạ, dạ. Con 3 dạ, miếng. Họ họ thân với mua bán không? Cái này cái gì? 10 mà làm ăn mua bán. Làm ăn. 10 làm ăn. Làm ăn ha. Dạ. Mua con 3 miếng chứ. Nói luôn cái ông bà nói nằm cái luôn. Còn ai xin để gói nằm nữa không? Con xin 3 món làm ăn. Xin làm ăn 2 miếng hả? 3 miếng. Xin em 2 miếng. Giờ thêm, xin chất 10 cái hả? Ai nói mấy lá giờ ai nói 3 nữa thì mình thấy mình nói sao? Dạ 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 dạ. Tao nói bên đây mình già rồi. Dạ ông thái ông bên đây cũng xin thêm món hả? Bên đây là mừng lắm rồi. Với này vô. Bị thằng Tôn với thằng Tịnh rồi. Thế giờ bạn ta xin 7 tấm mà có ai nữa đó. Ơi 10 tấm có ai nữa. Con 3 nữa, 3 nữa, 10 la. Tập không được nữa, thôi. Bà đang tập thử cho mày đó. 20 ngay qua cho ông 20 tài ông ơi. Đang đang hát cái tay đó. Cái gì mà Tôn đi la, ô hồi chi. Con 1 tài là có 5 miếng. Con 3 miếng. Vậy nha, không có uống hết bệnh. Con 3 miếng làm ăn. Ông đang coi nè. Chia cho tôi lấy 10 đi chia hết mày. Thôi tao mới đi dạ. Cho mới đi hết rồi á đưa đây nè con đưa ông ba kìa đưa ông nó sập á ăn người ta phải làm mà đưa chú ba đứa ăn mà không làm hả? Không được trời đánh mày ơi mày có bụng bự nữa tập thương bá tánh phải dễ đâu. Mà ra mồ hôi mới ăn mới tiêu được không trình bụng nó hoài nó quỷ mà lính cũng không nghe lời hồi xưa mà gặp mấy cái ông mà cắt lửa gì rồi xong kiếm đi chơi đám ông quýnh này là biết hết mà cái chuyện rồi sao mà không quýnh được giống như học trò đi học của bệnh chị đâu có tài liệu hết con qua mẹ dịnh đi cho ông đổi sợi dây luôn qua mẹ dịnh đi cho ông đổi sợi dây luôn dịnh em đi con hơi con ấy chuyền cho đổi sợi dây luôn con lửa là nước sôi thì chỗ nó nóng phải giống chứ không phải bệnh nhân đó tụi nó mà nó nhờ xin mấy miếng thì nó giống
hả? Nhiều khi khó thở. Ông biểu đi lên phố cao mới được, thì có đi gần gần đây, ha, gần gần cái đây không được đâu. Cái sợi dây vô chim đó, à, cái đó bên cái rồi phải đi con ha, đi lên phố, không phải mà. Đừng đi xuống cây kinh đào. Ở đâu hai đứa nào thả bùa đâu? Dạ, đeo dùm vô lẹ này đứa nào? Sợi dây này của ai? Ê, này sợi dây con đây nè. Chị, chị. Đó vậy. Dạ đeo, đeo, dạ đeo nghe không? Cha mẹ nó đeo hết. Phải chưa sinh mà chưa sinh. Ông làm rồi, trời ơi, nó nói rồi. Cha mẹ nó mất. Dạ, mẹ muốn cho con gần gì nữa. Mẹ muốn người ta. Rồi, đưa vô, đưa vô lẹ. Cái đó cái gì, cái đó cái gì? Qua mày lâu đi xuống sông mà thả đi. Con mắc gì mà. Mơ mận ở đây mấy chuyện nè, mà ba người. Tao xuống giữa cái gì vô cái miệng. Sát cánh đưa đem mày nam nữ gì hết rồi không nổi rồi thôi. Mày nhà cửa còn ấy, còn thằng Diễn đây nó không có thèm đâu. Hôm nay coi cái này lái xe hai mắt. Đủ cái gì? Cái thằng ở khớp 8 không? Cái này gói nằm của vợ nó mà. Cái này cũng khó đó. Chị nó xin dẹp thôi mà. Dạ, dạ, đúng rồi. Nó mai giá nữa phải không? Dạ, đúng rồi. Dạ, không có quên không? À, cái này của con nó đi học văn hóa. Còn cái này để cho nó bỏ mình nó nói chuyện nó không? Cái này đi nói chuyện với người ta muốn vô gì ta ghét ha. Dạ. Tôi gọi tới thôi tao không dám. Nè, nói chuyện cho người ta ghét nè. Dạ, ngô Phật. Trốn. Dạ. Dạ, còn gì hết. Ông, ơi, đưa đây, đưa đây. Dạ, dạ. Thì ghi giùm tao cái này coi thơ. Bắt à, cái đó thơ. Để tí nữ cái nam hàng lắm. Thôi được rồi. Mày có gì qua đây coi kìa liền. Tao ghi cho. Cái này đi học nè. Không. Không. 49 tí phải không? Dạ. Nước con heo quay đầu dạ tiên. Rồi không? Ba nhắc con. Dạ mấy ngọn không? Ba nhắc rồi. Tao nói ba nhắc mà trả lời dạ, rồi. Dạ rồi rồi. Ba nhắc mà chưa trả lời là tao có mày hỏi mấy dạ, rồi. Có đó là sao? Mày kêu dân à, hợp dân coi coi tao sai và mày sai. Dạ rồi. Cái đó là... Hả? Đại tử nghe rồi. Tới rồi kìa. Thôi tao tao dông mà. Ba ngõ. Dạ rồi. Ba ngõ. Dạ rồi. Thế dư. Cái này nam hay nữ? Nữ, nữ. Rồi tiếp. Nam 25 tí. 25 tí rồi. Học đi. Dạ rồi. Hai vách. Dạ rồi. Ba ngõ. Dạ rồi. Thế.
Dạ. Rồi còn gì nữa không Dũng? Rồi hết rồi đó. Rồi xong. Dạ. Dạ. Đi. Dạ không. Tí 25 tuổi nữ. Vụ gì? Tí. Không mà cái gì à cúng hơn. Rồi. Rồi còn tuổi gì nữa nói tiếp luôn. Dạ 25 tí nữ không? Chúng 25 ba ngọn. Ba chắc. Dạ rồi. Một thế nữ. Tuổi gì nữa? Mùi nhiêu? 42 nam không? Con dê hả? Dạ. Này là mình. Dê vậy chứ không còn mùi chứ không hỏi. 55 ngựa nam không? 55 con ngựa không? Nam. Cầm đi để không luôn. Dạ. Ê. Dạ không mà cầm đi. Cầm đi, hỏi cầm 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 đi, cầm đi, chút đi. Dũng qua lấy 60 nha anh Dũng. Quê hộ cảnh. Dạ. Phải lên cái góc trước. Dạ dạ. Để không chỉ cho. Cái gì dính à. Gì á. Hả? Dạ. Dính gì dính. Dạ Dũng ơi. Quân. Dạ Dũng ơi. Để chi chỉnh lại ha. Cánh này thỏi. Hả? Cánh nè. Dạ. Này nè, thằng thằng nó cánh á. Đó. Quên. Này cũng ngon nè. Dạ không có mạch dùm cho nó luôn. Mày xin gì Dũng? Nhưng hết nó nhầm cho con mình. Đây nè, có món nằm có nè. Con heo quay 80 kg. Dạ. Lo lắng quá, lộn búa cao à. Đây lộn búa cao. Dũng chi à. Rồi, chọn về hết ông đi nha. Ê. Vậy. Hả? Nãy nói nè, 50 con heo không, nữ không? Có cúng không? 50 chẳng kiếm con heo qua rồi cúng nó. Dạ rồi không hồi nãy ta kêu bay đi thành phố phải không? Dạ đi. Dạ cái sợi dây mà vô cho đem mà nó ha vô cái trái tim á nó không được thông đâu cũng mất rồi đi. Dạ rồi rồi. Cái gì? Dạ 50 con heo nè. Ba giác. Dạ, dạ rồi. Ba ngọn. Dạ rồi. Một thế. Cái này nam hay nữ? Nữ không? À. 31 con ngựa không nữ? Cúng. 31 ngọn nè. Hai giác. Dạ thưa rồi. Ba ngọn. Dạ rồi. Một thế. Này nữ phải không? Dạ. Rồi xong. 34 mẹ nam. 34 con mèo nam không? Ôi mèo cắn chuột. Đừng sợ. Làm gì hết. 36 tuổi nữ. Đủ. Con trâu. Con trâu 36 nữ. Không, mạnh quá, mạnh quá đâu. Giờ có dạng mỗi con những người như cảnh như là tháng ngày. Nó có dạng bộ. Dạng bộ. Bộ đó không bộ. Trong sạch, trong sạch. Dạ, 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 mà nghe là tao dạ, dạ, dạ. Trong quân mà. Từ 9 đến 10. Từ 9 đến 10. Hả? Tuổi tỵ bao nhiêu? Tuổi tỵ 44 phải không? Nói từ tuổi, tuổi tỵ 44 nam phải không? Tuổi tỵ 44 nam có cúng không? Toàn đã nói từ từ. 44 tuổi tỵ nè. Nam nè, dạ rồi không? Bộ hộp phải không? 6 ngọn. Dạ 6 ngọn rồi. 3 chắc. Dạ rồi. Một cái nam nè, cái này 44 tuổi tỵ nè. Rồi gì tỵ nhiêu nữa? Hả? Tỵ nữ là bao nhiêu bảy hả? 44 nữa ông cũng ta nữ không? Tỵ nữ 44 nãy nó nói nam. Dạ xong không? Cái này nam hay nữ vậy?
lấy cái ghế này Dũng, buông đi mày buông đi. Trời ơi, có biểu lấy cái ghế mà có. Trời ơi trời, lấy nào lấy. Dĩnh, uống.